Nó nói nó nhận đơn không chú, hay là nó đưa cái biểu mẫu nữa? Nó có nhận đơn không? Nó nhận đơn không? Đúng sao đưa cái mẫu mà ngoài ranh nó là thua luôn á, viết ra nó là thua á. Yeah, ông Nguyễn Thiện Nhân nó có 321 hộ thôi. Đây người dân lũ lượt ngồi luôn ngoài đường luôn. Nhà xe đây, nhà xe kín luôn. Đây xe đã chật hết luôn. Đây là tình hình khiếu kiện khiếu nại. Ông Nhân nói rằng chỉ có 321 hộ khiếu kiện thôi, khiếu nại thôi. 321 hộ mà đây đếm đâu chắc cũng cả ngàn chiếc xe hơn à. Dám chửi ơi, tình hình rất căng thẳng. Đây bà con ngồi đủ lượt. Mẫu đừng có đem mẫu đơn mẫu cho chú, con mẫu mẫu đơn thử cho chú. Chú ở ngoài đanh hả? Chú ở khu nào chú ở ngoài đanh? Khu ngoài. Nói chung là mình xin nó bị bắt chung điện thoại này á. Không vậy đâu nha. Chú hợp theo mẫu này của nó là chú thua rồi. Tại vì nhà nước còn chưa xác nhận được ranh sao chú ấy? Đúng rồi, chú nói là cuối ranh. Cuối tháng này mới họp. Không, không nằm trong ranh. Nó để nhỏ như đây nè. Khu trung tâm. Dương Dương cho chị hỏi thăm, chị ở An Lợi Đông, chị nằm trong ranh. Chị là được này được. Không nằm trong ranh khu trung tâm. Chị nói là không nằm trong ranh khu trung tâm. Là để không nằm. Bây giờ chị làm đơn khiếu nại thì thời hạn khiếu nại đã hết rồi. Nhưng mà chúng ta còn một cái quyền nữa là quyền làm đơn tố cáo. Tại vì nguyên cái một cái này á, quy hoạch á, chị làm đơn khiếu nại nó không nhận. Không, không có cái ranh nào đây hết anh. Nó bị đánh lừa, nếu mà anh làm ngoài ranh cuối cùng nó hợp. Nó hợp lại nó nói là không có ngoài ranh thì chết hết. Vô đây chết sạch. Bây giờ như sao bây giờ đang đi chủ đề sao? Không nằm trong ranh khu trung tâm. Không. Không có xin. Bây giờ nếu mà chú làm đơn khiếu nại không được thì chúng ta có quyền, con nói là chúng ta có quyền, còn làm hay không là tùy mấy cô chú. Đó là còn quyền làm đơn tố cáo. Bởi vì toàn bộ quy hoạch này chú kiếm đi có quyết định thu hồi đất nào không? Quyết định đền bù đâu? Mẹ bản chứng tính luôn chứ không hề có quyết định đền bù luôn. Quyết định về việc hưởng cho không có quyết định, con đi theo dụ con biết mà không có quyết định thu hồi đất, không có quyết định đền bù, chỉ có bản chứng tính thôi. Thì nếu như mà nhà nào á, nhà nào có quyết định cưỡng chế thì được quyền làm đơn tố cáo ủy ban gì đó hủy hoại tài sản công dân. Tại vì không có quyết định cưỡng chế, quyết định thu hồi đất thì lấy gì mà mà cưỡng chế. Cô chơi không tội, cô có gì tôi hỏi. Không phải 78 cô cho em bộ cái giết trong nữa. Không phải 78 0778 0778 999 839 939 một cái gối chính nữa 839. Cho nên là nếu như bà con mà cứ đòi ngoài ranh là bà con chết hết. Làm gì có ai ngoài ranh đâu. Ngoài nhà con đầu á. Ba thằng Sơn đâu định được cái ranh quy hoạch ở đâu không mà bà con làm khiếu nại ngoài ranh.
bà con có ở đây, có nhà nước có đưa ra cái ranh quy hoạch ở đâu chưa mà nói là khiếu nại ngoài ranh? Nếu như mà người ta không qua ranh thì bà con làm sao vậy? Phải bà con nằm trong ranh hết không? Và cái đơn này nó không có giá trị gì hết, tôi đi bác đơn hết. Cái mẫu đó là ai đưa ra, bà con có quyền khiếu nại theo ý kiến của mình, chứ không phải là quyền khiếu nại theo ý kiến của ủy ban, là khiếu nại về việc ngoài ranh. Không, mình cái ý kiến là mình không có đi ngoài ranh, mình không đi ngoài ranh. Không, trên cái đơn dưới cái đơn khiếu nại đó còn cái dòng chữ rất là nhỏ, là nói là không được, không được cái dòng chữ đó là thứ nhất. Và thứ nhì ở đây con nói luôn là bà con có quyền, con không xúi nhưng đây là quyền, bà con có quyền tố cáo ủy ban quận 2 về việc thu hồi đất mà không có quyết định thu hồi đất. Đây là cái quyền của bà con, còn con không xúi nha, là thứ nhất. Và những hộ bị cưỡng chế có quyền tố cáo về việc bị hủy hoại tài sản, bởi vì không có quyết định thu hồi đất thì lấy cái gì để cưỡng chế? Và đồng thời cái quyết định, cái quyết định gia bồi thường đâu? Chúng ta chỉ có bản chiếc thính chứ không có quyết định bồi thường. Trong cái quyết định, trong cái thông báo của thanh tra 1041 đã quyết định rất rõ cái giá đề xuất mà thành phố đề xuất ra để mà bán đất cho doanh nghiệp là khoảng 50-52 triệu, nhưng mà thu hồi đất của dân chỉ bán là 26 triệu. Cái giá đề xuất đó chứng tỏ rằng, chứng tỏ rằng cái giá được nhận đền bù, nếu theo cá nhân con, kiến thức cá nhân con thôi chứ con không có nói là thành phố nói, thì lúc đó giá trị đền bù khoảng 35 triệu một mét. Vậy thì tại sao chỉ đền cho người dân 19 triệu, thậm chí là đền có mấy chục ngàn một mét? Thì bà con có quyền hỏi cái quyết định thu hồi đất, tố cáo vấn đề quyết định và quyết định đền bù để đòi hỏi quyền lợi của mình, chứ không phải là đi khiếu nại theo ý kiến của một cá nhân hay là một tổ chức nào. Mình làm việc gì theo ý kiến của mình, bởi vì con biết là thời hạn khiếu nại của bà con đã hết. Có những người 10 năm rồi bây giờ nó cầm hồ sơ về. Khiếu nại thì chỉ có thời hạn 1 năm, nhưng tố cáo là vĩnh viễn. Con nên ra nói cho bà con biết thôi, để bà con không phải viết cái đơn. Bây giờ cho chú ý kiến, những cái hộ ở đây là trong diện bị cái đỏ, đúng không? Đây là ta cứu nại dẫn đời hỗ trợ mọi người thấy không? Đó. Tại vì cái là mình giờ là quyền lợi của người dân, người dân đi đến cùng. Nhưng mà khiếu nại chỉ có thời hạn 1 năm. Những cái hộ mà khiếu nại liên tục thì mới được quyền khiếu nại tiếp. Còn nếu không, nó không cho khiếu nại thì chú có quyền, đây con nói chú có cái đó là cái quyền, quyền khiếu nại tố cáo, không được khiếu nại thì tố cáo. Thì vậy mà hôm nay á, tất cả làm đơn gửi đây. Dạ, nếu mà đơn khiếu nại không nhận lên luôn thì ở đâu làm được tố cáo? Về vấn đề quyết định đền bù đâu? Đưa ra tất nhiên là đưa 26 triệu nhưng mà mình lãnh chỉ mới có 18 triệu. Phải là 26 triệu. Không thì đó thì... Cô đọc cho kỹ, giá bán cho doanh nghiệp là giá 26 triệu. 55 triệu. Còn giá nhà nước đền bù. Mình chỉ nói là bây giờ mình... Giá nhà nước đề xuất là khoảng 50-52. Ai thì cái giá trừ cái giá đất sạch. Không trừ cái giá đất sạch. Nói là chỉ là đưa đền bù theo giá nhà nước đã đưa ra thôi, chứ mình cố nói là theo thì có thể không biết còn giá nữa là bao nhiêu là bao nhiêu. Mình có thể theo cái giá nhà nước đã đưa ra thì hỗ trợ, hỗ trợ đến đúng không? Hỗ trợ đúng không? Giá nói chung là không có giá, không có quyền cưỡng chế, không có quyết định thu hồi đúng giá, cưỡng chế. Để định giá là không có quyết định thu hồi đất đai, con biết không? Bây giờ mình anh mấy cái đơn đó mình có nộp rồi như này. Nộp bây giờ nộp, bây giờ lỡ nộp thì thôi. Chưa nộp, có thể là nộp thêm. Tôi chưa nộp. Nộp thêm đơn, có thể là cô có quyền tố cáo. Còn nó khiếu nại hết, hết thời hạn. Còn nói luôn, không có bất kỳ một cái ranh nào ở đây hết nha. Cái việc người ta đề ra ranh chỉ là để người ta dẫn mình đi theo một hướng nữa thôi. Còn ranh cô không có thấy cái ranh nào ở đây hết. Toàn bộ đi dạy trả lời chắn rồi, ranh nó đâu ra nữa. 52 triệu, 52 triệu là giá đề xuất, chị phải trừ đi cái giá, chị phải trừ đi cái giá mà người ta làm ra cái đất sạch nữa thì khoảng tầm 33-35 triệu. Giá đồng bộ là 35 triệu. Cô chỉ cần biết rằng nó không có quyết định đền bù, không có quyết định thu hồi đó, xong hai cái đó thôi. Cô đừng có để ý giá, bởi vì giá trượt giá theo thời gian.
con không xuống từ mày ơi. Cái đơn này là đúng rồi đó. Còn nếu mà cái đơn nó ở dưới chỗ này nè, có chữ là ngoài đơn, bỏ cái đơn đi. Đỏ hả thì vô. Thầy Dương cho chị hỏi là cái gì mà nặng đơn, có ăn cân tiền không? Tiền không có. Xong rồi đập lần lần hai đập tiền không có nát. Chị có biết vô đi. Ủa đập chưa? Từ đó có mấy đơn này. Nó kéo hả? Chị cho tôi. Tốn cáo lại. Tốn cáo. Chị cho tôi hỏi thăm mà cái số mà tốn cáo là nhận liền đúng không? Nó nhận rồi mà nó tải cho nó lẻ một chồng nó đó có làm không? Mà bây giờ nó kêu tôi làm đơn khiếu nại nộp vô đó có được không? Thôi vậy chú, bây giờ là mọi người còn mở miệng ra là nó sẽ kêu con vua anh ta xuống dục. Chị họ có đất liền kề hồi nào tới giờ đó, đất liền kề nào, đất thừa đó hồi nào giờ hả? Có 300 ngàn mét mà tới giờ chưa có lãnh đồng bạc nào. Chú có quyền nộp đơn, tố cáo về vấn đề. Chú chưa nhìn thấy quyết định thu hồi đó. Đấy, cái tờ đơn này là sáng em tự ghi rồi, phải tờ đơn này nè. Đúng không? Cái đơn này nè, chứ phải cái tờ đơn mà không có cái tờ đơn mà có cái dòng chữ như thế này là dẹp nhờ vụ việc mà ngoài đánh ngoài đánh giá giống như em cho chị hỏi thăm vậy, giống như đơn của chị đất của chị á. Nó đưa chị có 2 tháng về qua à, nhà chị chức lâm đó nè, không sao chị nạp bây giờ trời ơi chút mà chị về giờ đơn chị tự biết đó giờ mà sao em có tại chị tính chị có quyền tố cáo chị thấy sao chị em coi hồ sơ dùm cho chị được không, chị tự biết cái đơn nè. Chị có hộ khẩu đó không? Chị có hộ khẩu luôn. Chị làm đơn
đây có hộ khẩu, có gì đó tất cả mà đền có 200 ngàn hết. Chị làm từ sáng giờ chị nói từ giờ đứng chờ lúc kêu không thấy gì hết nè. Chị cứ làm đơn đi chứ bây giờ mọi người lại hỏi cái sao em nhận 4 thằng 3 em trả lời được nữa. Đúng rồi đó, quạt cho nó mới không biết làm đơn. Coi coi cái mạng gặp quạt. Không biết làm đơn. Xin ta giờ cứ quậy không biết làm đơn. Đang quay dùm cho chị xin cái đơn làm giờ đang quay không cần là cái này nha. Là cái phầy á, là cái phầy tên của chị. Có gì em có Facebook không? Chị làm Facebook có gì? Em kêu Facebook em bây giờ bị nghẽn rồi. Nghẽn rồi. Xin số điện thoại đây có gì chị em chị cách chị. Điện thoại em bây giờ không gọi được đâu nha. Hết. Tối mới gọi được. Ừ, 7788. Cái sao chị không biết chị bị nó ép không? 7788 hả? 999839. 778. 999839. Nè em. 8 giờ nè. 999839. Em nhá thôi vậy tối là đừng nhá giờ này đừng nhá luôn rồi thôi vô chị hỏi chứ mình đơn tay nhưng mà đừng chị có biết cái ranh luôn thành phố vô công bố ranh cho chị biết nó ranh nằm đâu rồi chị đòi xác nhận ngoài ranh có nó đưa cái mẫu này nè
của team mình lại là hùng á. Mẫu đâu rồi? Không biết đâu theo mẫu nha. Tự mình biết, tuyệt đối không biết đâu theo mẫu bất kỳ ai đâu hết. Trước khi muốn biết cái gì phải suy tính xem mình biết cái gì nha. Không biết theo mẫu nha. Bà con phải tự mình chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. Không có, ở đây có ai xác định được cái ranh đâu mà dám nói là mình ngoài ranh. Người ta không qua ranh thêm một cái là đóng đơn này vô hiệu quá hả? Mình đâu có bò đâu, nó sỏ đâu, dẫn đi vậy. Không có cái chuyện ranh ở đây nha. Thứ nhất, quy hoạch không có quyết định thu hồi đất. Kiếm hết chứ Thủ Thiêm rồi, cái quyết định thu hồi đất nào không? Không có. Thì không có cái việc ranh ở đây. Bà con bị người ta sỏ vào cái chuyện ranh đó. Mà cứ đi kiện về cái vấn đề ranh. Nếu người ta không qua ranh thì bà con làm sao? Mất trắng hả? Biết đơn mà có chữ ranh nhưng mà là thôi thua rồi. Thậm chí thanh tra chính phủ còn chưa cấp bóc được mà bà con rồi ranh ranh cái gì ranh ranh tối ngày ranh 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 cho chết hết đi. Em ở đâu ạ? Em đây. Em ở cơ quan nào mà bà cho em cứ xuyên tạc ta đây trong này xuyên tạc gì chú? Có cái mẫu này đưa ra đây dần. Cái mẫu đâu? Hả? Có mẫu cái này đưa ra. Chú ở phường nào? Hả? Chú ở phường nào? Nói gì vậy? Khu phố mấy phường mấy coi. Làm gì? Cái gì? Người bà con người ta nộp ở đây hỏi cái gì đó là không phải cái là giết tài là giết mình sao? Vậy theo bà con nghĩ là ở đây con có xuyên tạc không? Thì biết sao? Em không biết, cô này cô biết. Vậy chị nói nhiều lắm rồi em này. Cô này. Bà con nhìn nè. Nhà đó không nằm trong ranh quy hoạch. Bà con có biết cái ranh nằm ở đâu không? Thanh tra chính phủ chưa có cấm ranh. Chưa có biết cái ranh nằm ở đâu hết, bà con lấy cái gì để nói mà nằm ở ngoài ranh. Nếu người ta thông qua cái ranh này rồi bà con làm sao tất cả đống đơn này phải đi quá không? Con nói cho chú biết, con chính là người kêu chú về đây nộp đơn đó. Thì làm sao con không biết là mẫu đơn nào như thế nào chú? Cái gì gọi là xuyên tạc? Đúng, chính xác, chúng ta chỉ mong muốn giải quyết về vấn đề giá. Và cái vấn đề thu hồi đó không có quyết định thu hồi. Cưỡng chế, thậm chí là cưỡng chế luôn cũng không có quyết định thu hồi đó. Chứ còn cái vấn đề ranh, mấy ông đã quy hoạch rồi, trong ranh hay ngoài ranh đều mất đất như nhau. Không có ranh hay biết gì hết á. Cưỡng chế, nếu chú bị cưỡng chế, chú có quyền làm đơn tố cáo gì hủy hoại tài sản. Không có quyết định thu hồi đó, lấy gì cưỡng chế người ta. Đây, không có quyết định thu hồi đó, nhưng có quyết định cưỡng chế. Thằng nào ký đây? Thằng ơi, Trọng Sang là nào đây? Chủ tịch phường nào vậy? Ủa đây, Trọng Sang, chủ tịch thời nào vậy? Lâu rồi, 2010. Cái đẻ này đang làm cái vậy đi. Đây, đâu có quyền mà cái quyền mà tưởng trái đi mà không có quyết định thu hồi đó. Đi. Ông quyết định một hồi mà cũng chế. Con không có mẫu chứ. Tự nhiên nghe bao nhiêu người bị sỏ mũi. Năm trước một năm phải làm đơn lại. Nhưng mà không có vấn đề ranh nha. Đây không có cái ranh nào đâu. Chờ xíu đọc cho. Nó đâu có thèm giờ nó làm bộ nó ngồi nó nửa tiếng nó ra thì có cái hồ sơ. Ờ, không thấy con dân trốn mẹ ơi. Nó làm, có ai nó làm lại 10 cái, cùng cái, rồi luôn. Cái này là làm đâu rồi.
giá đất bây giờ ai mà làm cho chị đúng theo giá thị trường, đúng theo cái giá mà cái thời điểm á, ngô hồi á, giá thị trường của thời điểm đó, trả lại 160 hecta, mình chỉ ở hết 160 hecta hả chị? Có thể đòi lại cái phần mà tái định cư trong khu vực 160 hecta của chị thôi, chứ không thể nào mình chị mà đòi 160 hecta được. Cô ơi, cô bị nói không có viết cái gì mà không có một, không có hai bộ mình này hả? Nằm ngoài anh đó. Cái vấn đề của cô là cái gì thì cô làm cái chuyện đó, cô đòi mày nó làm cái gì? Làm được không anh đứng dậy đi không? Không. Anh đâu có này ạ? Kiếm tiền. Là bây giờ mình biên sao đó? Cô bỏ cái dòng này đi. Bỏ luôn. Dài vấn đề. Bên bù để tỏ cô là người có thuê được rồi. Không có đăng ký gì đâu. Hãy
việc lớn vậy, không có gì nó trốn đâu, con không biết mấy đứa nó không nhận đơn gì, nó đâu có tiêu nữa. Giờ người mà nộp hồ sơ được thì có cái đi nhận có về sáng rồi. Nhưng mà bà con không có làm đơn ngoài đánh nha, bà con không có người nào làm ngoài đánh đâu. Hám hố ngoài đánh. Tự viết đi chị, không có mẫu nào bằng chị tự viết đâu, tự mình viết tay luôn chung mà mình không. Nhưng mà đừng có ghi ngoài ranh nha, không có ai ngoài ranh đâu. Tôi chưa thấy ranh cho nên tôi không biết, không có hy vọng về chuyện ranh viết hết á. Ủa anh tiếp dân mà dân không có ai tiếp mà anh ngồi đây anh. Trời ơi, dân đứng chổng chơi chổng luôn, anh ngồi đây ai tiếp dân? Trời đất ơi, dân chờ nãy giờ có tiếng đồng hồ ra đây ngồi tiếp dân cái kiểu quần gì vậy? Rồi nó vô trong kia nó ngồi luôn, nó ngồi tiếp trong kia luôn, hỏi tiếp luôn. Em cả luôn hai không có người nhận đơn. Không tiếp công dân thì đi ra ngoài ngồi chơi. Về nhà chơi đuổi gà với vợ đi chứ sao kỳ cục vậy? Từ người ta đứng người ta chờ nộp đơn, nó đang ngồi chơi đây nè. Đâu mà, cái thằng tiếp công dân nãy nó ngồi ngay đó chứ đâu, nó ngồi ngay bên phía trong cửa vậy, nó mới nên nói nó mới chạy vô đó. Mà nó ngồi đây nãy giờ phòng như vậy, phòng này nãy cũng 2 giờ rưỡi mới vô, giờ tới cái bên cái phòng bên kia. Mà cái ra kêu nó vô nãy mà mình chờ đợi quý cám ra con cái chân nó nè nè chú anh chú hỏi nó đi vậy đúng không cái này đi. Dạ đúng, giải tỏa đền bù thì đó, nó vấn đề giải tỏa đền bù thôi chú. À, chú lấy cái thân thoại luôn rồi đúng không, có gì tới rồi chú gọi chú tên gì vậy? Lâm. 0778 999 mẹ có lẽ chắc về quá đi đâu rồi phòng tiếp dân nè chỗ này đâu rồi, cái đứa nào ở đây ngồi tiếp dân không? Đúng rồi, đâu rồi cán bộ tiếp dân đâu rồi? Trong đây chị có tiếp không? Okay. Đang làm hả? Tưởng nó giống thằng kia chui ra kia ngồi chơi nữa chứ. Chú cho ông quà cái chú. No, 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 no,
giải quyết sẽ hai mươi sao kẹt anh. Nhưng mà nó làm ở đây ngoài anh nha. Ngoài đây đi. Đừng có làm đơn ngoài đăng nha. Làm đơn ngoài đăng là bị lừa. Mình cứ đòi đúng cái tái định cư 150 hecta. Rồi quyết định đơn ngoài đất thôi, còn lại ranh đất gì đó là chuyện của anh. Nên anh lắc nó cho mình đi luôn á. Cũng ai thích đâu mà. Đây đứa làm như làm việc có hai đứa hay không? Thấy em vô làm việc lẹ hơn á. Hồi kia mới vậy. Có hỏi em chửi nó. Nó ra kia cái hồi kia kìa. Nó về đi em ơi, em vô làm việc đi em. Đền ba đợt có đúng không?
tiền trẻ làm ba mua nhà được không? Ở mướn tới giờ luôn hả? Rồi giờ chú làm cái gì? Anh trẻ giờ quá chủ mày coi mà ăn cái này làm chị có thể xin cái suất tái định cư, trả lại chị cái suất tái định cư á, ở trong khu 160 hecta thôi, chứ một mình chị mà chị đòi nguyên cái khu tái định cư 160 hecta thì ở 160 hecta hả? Phải, cái này là đòi hỏi 160 hecta rồi. Trả lại cho tôi cái suất tái định cư trong khu, trong khu tái định cư 160 hecta theo quyết định 367 của Thủ tướng Chính phủ. Suất tái định cư. Cái suất của chị á, là chị được hưởng suất tái định cư trong đó thì chị ở ngay đó, chị đòi cái suất của chị chứ chị đâu có đòi được nguyên một cái khu 160 hecta được. Nếu mà mỗi người dân đều đòi cái suất trong cái khu tái định cư chứ không thể nào mà một người dân mà đi đòi nguyên cái khu tái định cư này được. Chị bị mất bao nhiêu diện tích nữa? Chị có quyền kiến nghị vấn đề đó. Chị yêu cầu thêm cái quyết định thu hồi đất đâu? Không có quyết định thu hồi đất, không có. Thủ Thiêm không có quyết định thu hồi đất thì chị có quyền yêu cầu kiến nghị, yêu cầu cho tôi quyết định thu hồi đất. Bởi vì thu hồi đất trái pháp luật. Chứ còn của ông anh em là cổng có 17 mét mà lúc đi là lãnh được 4 mấy triệu, xong nó mở xuống nó lấy là 4 mấy triệu, nó cấp cho cái chung cư là không phải trả góp 10 năm. Em làm đơn thì chị cứ làm đơn không, thôi không, làm đơn thì em nghĩ đó giờ chuyện tích đất đó vẫn phải trả góp nhưng trả ít hơn thì đó, chị cứ làm đơn đi, tùy theo người dân. Dương, thí dụ như giờ cô muốn làm cái nội dung đơn thì sao, nói cô nghe đó, không biết nội dung không? Cô có quyền làm đơn khiếu nại hoặc tố cáo, nếu khiếu nại không nhận cô có quyền làm đơn tố cáo. Ở Thủ Thiêm không có quyết định thu hồi đất, cô có quyền tố cáo về chuyện đó. Từ cái chuyện không có quyết định thu hồi đất đó thì cô có quyền khiếu nại yêu cầu bồi thường về giá hay là về một cái gì đó tùy theo ý cô. Cô ở phường nào? Ở phường Thủ Thiêm. Cô đi đợt đầu hả? Đâu, cô đi năm 2008 để chích. Đi cùng cái đợt với đợt bên Sớm Thang hả? Đợt Sớm Thang. Chú ở khúc nào ở Đồng Nai? Nhân Trạch. Khúc nào Nhân Trạch? Thôi làm quen đi. Kiếm đi coi ông nào mà ông thấy tội quá. Ba Thịnh, trời ơi, không thiệt cho con, trời. Ê, ông hiền quá à. Ông á. Ông quá à. Chắc hồi xưa chắc cũng đụng nước dùng. Ông này mập quá. Em hỏi lần trước mà đã đi nộp rồi vô trong đó tại hồ sơ rồi đã ký tên rồi nhưng mà không bỏ cái gì hết giờ đi mà không chị phải có biên nhận. Mà đâu có biên nhận chứ. Cô đi từ đâu về đây lận? Đồng Nai qua. Sao mình đi năm nào? Đi năm 2001 với 2 vậy là cái đợt mà đền 3 đợt đó đúng không? Dạ, đợt 3 luôn. Rồi mua được nhà không? Hồi đó nhà bao nhiêu thước? Năm mấy thước. Lãnh 3 đợt tiền trả ra không mua được nhà. Đông con không? Dạ. Dạ rồi. Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi, bà bao nhiêu tuổi rồi? 78, gần 80 rồi mà phải đi vậy. Ừ, bên Đồng Nai qua đây cực quá. Ê, mát mát rồi hả, về nha. Về giờ này nắng lắm luôn á. Hồi đó cô ở phường nào, bà ở phường nào?
Dạ. Cần bánh đòn. Bị dẫn vô cái vấn đề ranh á, em mới nói rồi, cái vấn đề ranh là cái vấn đề lừa đảo người dân nhất, tại vì ngay cả thành phố không tuyên bố ranh thì làm sao bà con biết mình có ngoài ranh hay trong ranh. Không phải, nó nhận nhưng mà nó lại đưa cái mẫu, bà con phải biết ra cái mẫu của nó, và cái mẫu của nó ở trong cái dòng là ngoài ra như vậy. Bà con có ghi điện ký là chết đó. À, anh nói này. Không có vấn đề ranh ở đây nha. Anh nói cái luật nào, anh nói được cái nhất là quyết định đưa hồi. Không có quyết định đưa hồi. Cái thứ hai là liên quan đến... Quyết định đền bù hết rồi hả? Thứ hai là đúng được đúng được đúng được đúng. Thứ ba là sai cái quyết định đó, có phải do bà bán là bà con thấy cái chung chung rồi kêu em sửa không nổi vậy, em sửa không nổi. Sao anh muốn chia sẻ cái này cho bà con gì? Thì anh úp thẳng cái đơn qua lên lên tay qua đấy không? Ủa anh, đây lá đơn này là đơn của mấy người ạ? Tại từ từ sẽ có người xem thôi, nói chung là đây là đơn của tôi. Anh không có... Nãy giờ anh vô chỉ được mười mấy người. Anh không có xúi dục, nhưng mà đây là đơn của tôi, mẫu đơn của tôi, bà con tự tham khảo. Thấy vô thấy đúng cầm đơn thằng thấy ranh gì mà ranh. Em ơi, ví dụ em biết đơn từ tháng 2 tôi vẫn nhận được đây. Nhận gì? Chị cứ nộp đi. Em coi thành ủy làm sao với đóng đơn. Chú có gì cứ đi thiệt, cái sự thật của mình thôi. Cái sự thật của mình thôi, không cần thay bị đuổi nước. Chị không có gì. Dạ dạ dạ. Ờ có gì? Có gì? Chị nằm ở khu nào, chị nói chị không có làm trong đâu. Chị nằm ngay chỗ mẹ trẻ được không? Các bạn biết chưa, công bố ranh rồi. Chị không biết, nên chị mới thấy chụp không. Không có cái vụ mà nằm trong ranh, ngoài ranh gì hết nha. Bỏ cái vụ ranh xe của em. Bỏ cái dòng nè. Chị chỉ có cái lại cái vụ việc mà giải tỏa đền bù thôi. Dạ dạ, đơn giản rồi. Còn cái việc mà ranh riết gì không có liên quan. Đảm bảo cái này không sai, nó không ăn còn lớn này này. Em cho chị đi chứ. Em sắp thành tựu. Viết gì tự nhiên chủ tịch ủy ban nhân hai cái thời này thời nào. Lấy chung cư 7m3 à. Không, chú cái này sai rồi, cái này sai rồi. Sai hả?
tôi lấy cái mẫu lại cho chắc. Chị ơi, đất của chị bị quy hoạch năm nào mà chị đòi giá hiện nay? Chị có thể đòi theo cái giá thị trường thời điểm đó thôi, chứ làm sao chị đòi giá hiện nay được. Chị không biết bởi vì chị đang muốn mua. Mình đòi là mình tham á. Đều như nhau hết. Làm sao mà một mình chị mà đi đòi 160 hectare, chị chỉ đòi là cái suất tái định cư của chị nằm ở trong khu 160 hectare thôi. Còn cái vấn đề này á, là không có quyết định thu hồi đất thì không thể nào thu hồi được cái phần đất này của chị được. Thành phố quận 2 không có quyết định thu hồi đất đối với khu đô thị mới Thủ Thiêm thì làm sao mà tính ra được cái này được. Chị tự về ấy đi. Đây mình nợ mà mình không có đơn khiếu nại được không em? Chị phải có chữ đơn khiếu nại nhưng mà không có vấn đề ranh biết gì nha, bỏ chữ không nằm trong ranh hay ngoài ranh gì đi nha. Dạ. Chị làm đứng tay gì là bỏ luôn ha. Không có kem xét gì. Bây giờ chị yêu cầu chứ mắc mới gì xem yêu mình xem xét. Yêu cầu mà em. Ừ. Yêu cầu đền bù cho chị theo cái giá thỏa thuận của chị. Chứ cái gì mà xem xét? Đền bù theo giá thị trường. Đáng chiếc tính chứ phải chiếc tính. Bản chiếc tính chứ phải chiếc tính đâu. Chị đừng có hỏi em cái vấn đề ranh nha. Không có một cái ranh nào ở đây hết. Thuộc nhà nước chưa có công bố ranh mà sao chị cứ thích ranh là sao? Không biết thì hỏi thôi. Không có ranh. Bây giờ giải tỏa trắng hết rồi ranh đâu ra? Rồi vài bữa nó ngồi nó họp xong mà nó thông qua cái ranh đó rồi cái đống đơn này là dục hết à. Em tưởng này là ghi sao dương chỉ cho một cái gì không có gì đâu, chỉ ghi theo cái kê của chị thôi. Em nói là cái này là xài hết đúng không? Chị hỏi rằng ghi khúc này đi đơn chứng lại về giải tỏa đàn bù. Dẹp cái vụ mà đang ranh đi nha. Cái này chị viết theo đúng thực tế của chị thôi vậy thôi. Cái này căn cứ là ghi căn cứ không sao. Không có căn cứ bỏ đi. Bỏ cũng chấm luôn. Dạ chào. Nãy em nói vậy là cái gì á? Nãy chị đã sửa ngay đây rồi mà. Nãy cái này này mà. Dạ. Cái này. Yêu cầu đàn bù theo đúng giá thị trường và thỏa thuận với chị chứ cứu xét với xem xét cái gì. Chị nó không thích nó không cứu hả? À, chính gửi là ủy ban quận 2 là. Dạ, và ban đàn bù. Dạ. Dạ cô làm ơn cho chị hỏi thân cô. Dạ không cô không có đơn cô. Dạ, chị gì qua đàn anh cho gì tin đơn. Dạ rồi mà cô hướng dẫn gì vậy? Dạ mai là đàn anh chốt hả cô? Bao giờ hết hạn vậy em? Thì anh cứ nộp đi anh ơi, giờ tới cuối tháng rồi em. Hạn hết gì? Rồi làm cái đó chẳng chẳng. Chẳng xong rồi nó tiền ra thì mình đợi. Chẳng nó sẽ chẳng. Cái tiền mới
mang đền bù á, làm tờ đơn xin chích, xin bản photo của hồ sơ tôi tin gì đó. Ngày xưa hộ ở đâu đó người ta sẽ bên kia chị đi ra đầu luôn nè, đi lại xíu nữa thấy cái bản nhà bá đây đền bù đó. Mỏi vậy? Em không thấy mệt mỏi, vậy em chỉ muốn đi về thôi nè.